hàng trăm hộ nuôi tôm hùm tại Vịnh Cam Ranh trắng tay sau bão rai. Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tự chủ thực hiện ghép gan thành công cho trẻ. Nhiều người dân có nhu cầu mua sắm Tết sớm để phòng dịch. Hiếu Nghĩa và Hoàng Ngân chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Chuyện Trưa 12 giờ. Những thông tin đáng chú ý đã được chúng tôi cập nhật và chọn lọc đang sẵn sàng được chia sẻ tới quý vị. Hàng chục lồng bè nuôi tôm hùm và nhà nổi du lịch của người dân trên đảo Bình Hưng, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa đã bị hư hại nặng nề sau khi cơn bão số 9 quét qua. Đây cũng là thông tin mở đầu chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau khi cơn bão số 9 có tên là bão Rai đi qua, để lại rất nhiều thiệt hại cho người dân nuôi tôm hùm tại Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ước tính thiệt hại trung bình của mỗi hộ là từ 100 đến 500 triệu đồng, có hộ thiệt hại đến 3 tỷ đồng. Hàng trăm người dân trắng tay chỉ sau một đêm. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam Bình cho biết, từ 24 giờ đêm 18 tháng 12, hàng loạt cột sóng cao liên tục đánh vào các lồng bè nuôi tôm, bè du lịch của người dân trên đảo Bình Hưng, đã khiến cho nhiều bè tôm bị sóng đánh vỡ, nhiều bè du lịch cũng bị sóng dồn vào nhau. Thống kê sơ bộ, có 90 bè nuôi tôm đủ kích cỡ bị thiệt hại. Chưa tính bè du lịch bị thiệt hại khoảng 120 hộ, ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Hiện địa phương đã thống kê thiệt hại và gửi lên Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh tìm hướng khắc phục. Trước đó, địa phương đã vận động người dân rời khỏi lồng bè vào đất liền nên không có thiệt hại về người. Hiện khu vực đảo Bình Hưng có 1.200 hộ, thì có đến 90% là hộ nuôi tôm hùm. Đây cũng là đảo du lịch thu hút hàng ngàn lượt khách ghé đến mỗi năm. Theo nhiều hộ dân trên đảo, cơn bão số 9 ập đến đã cuốn trôi hàng ngàn con tôm hùm đang thả nuôi. Nhiều gia đình lâm cảnh trắng tay. Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, một quán karaoke hoạt động chui đã cho khách sử dụng ma túy, hát hò xả láng đến rạng sáng. Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và tiến hành xử lý. Trái ngược với vẻ im ắng bên ngoài, bên trong phòng thu âm Happy trên đường Minh Phụng, lực lượng chức năng phát hiện hơn 38 người, cả nam lẫn nữ đang tụ tập ăn uống hát karaoke trong 4 phòng trên nền nhạc sập sinh chắc chúa. Qua test nhanh, công an phát hiện có 8 người dương tính với ma túy. Những người này khai đến đây thuê phòng để hát và sử dụng cần sa và ma túy tổng hợp rồi bay lắc, hát hò. Lực lượng công an đã mời tất cả về trụ sở lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, công an cũng thu giữ nhiều viên thuốc lắc, là ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan. Chủ quán là Lý Vĩnh Tân, 37 tuổi, ngụ quận 11. Tại thời điểm kiểm tra, có 7 nhân viên đang phục vụ đồ uống, thức ăn cho các nam thanh nữ tú bay lắc. Được biết, quán này đã hoạt động được một thời gian và hoạt động xuyên đêm, trá hình dưới hình thức phòng thu âm. Liên quan đến vụ việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết không mua bộ kit test của công ty này mà hiện lựa chọn nhà cung cấp với giá thành thấp nhất và chất lượng sản phẩm uy tín nhất. Nhắc đến công ty Việt Á, doanh nghiệp này cung ứng hàng triệu kit test mỗi tháng cho nhiều địa phương trên toàn quốc, nhưng nhà xưởng thì sơ sài và dù đăng ký trụ sở chính ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chỉ đặt bảng hiệu 10 năm nay mà không có nhân viên hay tài liệu gì. Có mặt tại chi nhánh Bình Dương của công ty cổ phần Việt Á nằm trên quốc lộ 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An. Ở đây vẫn còn biển hiệu của 3 chi nhánh đều liên quan tới công ty Việt Á, bao gồm chi nhánh công ty cổ phần công nghệ Việt Á, chi nhánh công ty cổ phần y tế Việt Á và phòng xét nghiệm Việt Á. Mặc dù chi nhánh Bình Dương của công ty cổ phần công nghệ Việt Á được giới thiệu là có thể cung cấp hàng chục kit test mỗi tháng, nhưng theo ghi nhận, khuôn viên của chi nhánh này khá khiêm tốn, không phải là những nhà xưởng lớn như trong các khu công nghiệp. Căn nhà có bề rộng khoảng 20m, nhưng nếu không có biển hiệu công ty thì nhìn từ bên ngoài, chi nhánh của công ty Việt Á không khác nhà riêng của người dân. Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án và bắt tổng giám đốc công ty Việt Á, chi nhánh Bình Dương của công ty này tuy vẫn còn người ở trong nhưng thường xuyên cửa đóng then cài. Mỗi khi có người ra vào chi nhánh, một người đàn ông chỉ mở hé rồi nhanh chóng đóng chặt cửa. Khi biết thông tin chi nhánh này có thể cung cấp hàng chục kit test mỗi tháng, người dân địa phương cũng bất ngờ, không hiểu doanh nghiệp sản xuất cách nào. Vì ngày thường họ thấy cũng không có nhiều người đến đây làm việc. Nguyên nhân chính gây rụng tóc là do tế bào mầm tóc suy yếu, khác nhau ở nam và nữ. Quick Hair riêng cho nam và cho nữ, thúc đẩy tế bào mầm tóc, giúp giảm rụng, kích thích tóc mọc nhanh, chắc khỏe hơn sau 8 tuần sử dụng. Quick Hair giảm rụng, mọc tóc chắc khỏe.
là vào thế giới mới ngập tràn hoa oải hương với hương thơm dịu nhẹ thư giãn. Chứa 100% tinh dầu hoa oải hương Pháp, Downy hoa oải hương nước Pháp mới. Lưu hương bền lâu cho cả ngày dài thư giãn. Downy hoa oải hương nước Pháp mới. Trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày với các biểu hiện đau bao tử, nóng rát ở vùng ngực, ở hơi, ở chua, hãy dùng Bình Vị Thái Minh với chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày. Trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày hãy dùng Bình Vị Thái Minh. Cái bôi Sodamix nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp, dùng tốt cho những người bị viêm da cơ địa, chàm ngứa, tổ đĩa. Sodamix giúp giảm nhanh các triệu chứng ngứa, sưng sùi, bong chóc da và ngăn ngừa tái phát viêm da hiệu quả. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Ultip chứa các dưỡng chất sinh học quý từ thiên nhiên, chống gốc tự do, bảo vệ tế bào thần kinh và mạch máu não. Ultip cải thiện chóng mặt, đau đầu, mất ngủ. Tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu phía Bắc đang hết sức căng thẳng, có thể nói là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Hiện vẫn còn hàng ngàn xe đang nằm chờ thông quan, dự kiến phải mất từ 10 đến 15 ngày mới thông quan hết lượng hàng đang tồn. Đây cũng là điều hết sức lưu ý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tại khu vực phía Nam, cần theo dõi thông tin để không tiếp tục dồn hàng ra cửa khẩu và bị mắc kẹt lại, dễ dẫn đến hư hỏng, nhất là mặt hàng trái cây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có buổi họp bàn trực tuyến với Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để tìm giải pháp giải quyết tình trạng này. Hiện Lạng Sơn đang phải chịu áp lực rất lớn, đặc biệt là công tác đảm bảo phòng chống dịch, khi hàng ngày đội ngũ lái phụ xe chở hàng có mặt trên địa bàn lên tới 9.000 người. Thì chúng tôi đã tăng cường cái thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khuyến cáo các doanh nghiệp, các cái địa phương là không đưa cái hàng xuất khẩu tiếp tục lên Lạng Sơn để gây cái ùn ứ nó nghiêm trọng hơn. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã có các cái văn bản gửi cho Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trong cả nước để mà đề nghị là điều tiết cái lượng hàng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nguyên nhân ùn ứ là do thị trường Trung Quốc siết chặt kiểm soát tình hình dịch COVID-19 tại cửa khẩu. Cần phải tuyên truyền cho các doanh nghiệp, đây là cái nguyên nhân là do chính cái doanh nghiệp, một số doanh nghiệp của chúng ta là không đảm bảo theo các cái quy định của phía bạn, đặc biệt là không đảm bảo thực hiện đúng theo cái nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch COVID. Cho nên bạn cũng đã thông báo là có những doanh nghiệp là hàng hóa bị nhiễm virus COVID-19, đồng thời là cả người nữa. Đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết cơ quan chức năng cả hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã và đang nỗ lực tìm giải pháp cho nông sản được thông quan thuận lợi. Song Trung Quốc tập trung ưu tiên các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Do đó, giải pháp chính là hai bên cần tăng cường phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ghép gan cho trẻ em là một kỹ thuật khó nhất trong các loại kỹ thuật ghép tạng. Vì thế hàng năm Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh thường phải phối hợp với các chuyên gia quốc tế đến từ Bỉ thực hiện. Tuy nhiên, với ca ghép thứ 15 cho một bé gái mới đây, lần đầu tiên toàn bộ ekip là các y bác sĩ Việt Nam của Bệnh viện Nhi đồng 2 với sự hỗ trợ phối hợp lấy gan của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện ghép thành công, mở ra cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhi suy gan giai đoạn cuối ở nước ta. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc phối hợp với các chuyên gia quốc tế bị gián đoạn, gặp nhiều khó khăn. Chứng kiến một số bé ra đi do chờ ghép gan, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã quyết định hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện ghép gan cho các bé. Sau 3 ca ghép, 2 ca thành công, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tự chủ trong vấn đề ghép gan cho bệnh nhi. Ca ghép gan thứ 15 là bé gái 7 tuổi bị teo đường mật đã phẫu thuật, bị xơ gan, cường lách, xuất huyết tiêu hóa, suy dinh dưỡng, chức năng gan xấu. Người cho gan là cha ruột của bé. Ca ghép gan được thực hiện ngày 1 tháng 12 và kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Khi ghép một cơ quan muốn thành công, điều kiện tiên quyết là mạch máu của nó phải thông. Mà cái mạch máu của hai phân thủy 23 của em bé là nó rất là nhỏ như cái tâm á. Mà khi mình nối cái mạch máu nhỏ như vậy thì nó rất dễ bị tắc. Sau mỗi một tuần, ba bé đã xuất viện và hai tuần sau ghép, bé đi lại và chức năng gan bình thường. Theo các bác sĩ, chi phí cho mỗi ca ghép gan ở trẻ em rất cao, từ 400 đến 500 triệu, trong khi đa phần gia đình các bé đều khó khăn. Không chỉ vậy, chi phí theo dõi hậu phẫu, chống thải ghép ở giai đoạn đầu sau ghép gan cũng khá tốn kém.
nhiều bé đã phải ra đi vì không có điều kiện ghép. Do vậy, bệnh viện kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho các ca ghép gan trẻ em trong thời gian chờ kiến nghị thành lập nguồn quỹ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn khi ghép tạng được thông qua. Sáng nay, chương trình hội chợ khuyến mãi cuối năm chính thức khai mạc tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nhằm kích cầu tiêu dùng, góp phần giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản xuất sau thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành lân cận và du khách có thể tham quan, trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mãi thông qua chuỗi hoạt động tại hội chợ này. Hội chợ khuyến mãi năm 2021 có quy mô khoảng 400 gian hàng với 230 thương hiệu đến từ các doanh nghiệp với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng. Các sản phẩm tham gia năm nay chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như trên 50% hàng tiêu dùng, thực phẩm nông sản, khoảng 30% hàng dệt may, công nghiệp tiêu dùng tiêu biểu. Đây là thời điểm phục hồi kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp sau thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, tận dụng các chương trình khuyến mãi, người dân có thể thỏa sức mua sắm các mặt hàng Tết năm nay với giá cả phù hợp và nhiều ưu đãi hơn. So với năm vừa rồi thì năm nay thì giảm đi gần như là 60%. Tuy nhiên với mong muốn của Sở Công Thương cũng như Sở Nông nghiệp thì với mục tiêu là kích cầu về tiêu dùng thì cũng mong muốn bà con người tiêu dùng hãy đi đến hội chợ để mà mua sắm và tiêu dùng nhiều hơn để thúc đẩy thị trường vốn đã trầm lắng trước dịch. Đi đôi với các hoạt động xúc tiến thương mại để thuận lợi cho du khách tham quan, ban tổ chức đã tạo mã QR code hỗ trợ khách hàng đăng ký trước để đảm bảo giãn cách, tránh tụ tập đông người. Sâm Acelacon duy trì sức khỏe sinh lý nữ, bổ sung tinh chất Eucotobus thiên nhiên, bảo vệ tái tạo cấu trúc nền của da, giúp da mềm mịn căng sáng từ bên trong. Sâm Acelacon, sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Elin tặng bạn Tết An Khang. Khi có tuổi, bạn có nguy cơ bị mất đến 20% xương và 29% cơ. Uống Elin ba khỏe chứa đạm, canxi, collagen giúp cơ xương khớp chắc khỏe. Uống Elin ba khỏe tôi khỏe hơn tuổi của tôi. Nga Phù Khang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho chị em chúng mình, hỗ trợ làm giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phù Khang cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Nhà máy thép Tung Hồ, sử dụng phế liệu sản xuất thép, hoàn toàn không khai thác quặng sắt từ thiên nhiên, không phá hoại môi trường, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, giảm thải CO2. Thép Tung Hồ đến từ Đài Loan, bảo vệ bạn và bảo vệ môi trường. Tích Thần Vương, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Tích Thần Vương giúp lợi tiểu. Tích Thần Vương hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Tích Thần Vương giúp bảo vệ thận. Tiêu Khiết Thành, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng, niêm thanh quản mất tiếng, khàn tiếng, để giọng nói trong sáng hơn, nhờ có Tiêu Khiết Thành. Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Khi online, Miu rất hài hước. Nhưng để giữ ấn tượng khi gặp gỡ, Miu phải cực tự tin. Với Colgate Max Fresh mới, sảng khoái cực độ, thăng hạng tự tin. Trải nghiệm ngay Max Fresh tinh chất thang trên mới. Viêm khớp, thoái hóa khớp, gầy cứng khớp, đau nhức khớp gối, vai gáy, lưng, cột sống, tay chân. Nguyên nhân do lão hóa và cơ thể tự viêm. Sex mới từ Mỹ giúp giảm đau, tái tạo sùn khớp nhờ bảo vệ màng hoạt dịch, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, làm chậm thoái hóa và bảo vệ xương khớp chắc khỏe, giúp bạn vận động linh hoạt, tự chủ cuộc sống. Sex thế hệ mới giúp giảm đau, tái tạo sùn khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Sex thế hệ mới, công thức đột phá đã tốt, nay còn tốt hơn, chai lớn 60 viên, tiết kiệm ngay 70.000 đồng. Mặc dù có những lo lắng về thị trường Tết năm nay trầm lắng, tuy nhiên thời điểm này vẫn có một xu hướng mới, đó là việc quan tâm mua sắm Tết sớm để phòng dịch. Và câu chuyện này dần mở ra tín hiệu tích cực cho nhà sản xuất cũng như phân phối trong mùa Tết năm nay. Những người quan tâm mua sắm Tết sớm mà chúng tôi gặp được trong phóng sự sau đây cho biết việc mua sắm thời điểm trước Tết một tháng sẽ giúp họ tránh được các áp lực trong những ngày cuối năm, có cơ hội lựa chọn nhiều hơn và đặc biệt là thời điểm này giá cả không tăng so với giáp Tết. Lo lắng dịch Covid-19 sẽ tái bùng phát trong thời điểm cận Tết Nguyên Đán. Giai đoạn các chương trình ưu đãi trong thời điểm cuối năm được người dân tận dụng để mua sắm cho Tết Nhâm Dần.
trong đó ưu tiên các mặt hàng về thiết bị công nghệ, vật dụng gia đình, thời trang và các sản phẩm có hạn sử dụng dài. Hôm nay mình mua hầu như là quần áo, phụ kiện, trang sức, rồi kể cả những cái đồ sử dụng ở nhà, ví dụ như là mình đang có dự định là đi mua đồ nội thất nữa. Thường thì mọi năm mới là mình gần Tết mình mới đi ăn sang sale, nhưng mà năm nay thì sau cái đợt dịch thì mình cũng muốn là ra ngoài thay đổi không khí. Ngoài ra thì mình đi mua sắm thì mình cũng sẽ tranh thủ để mình mua đồ Tết luôn. Trong khi đó, giá thành sản phẩm trong thời điểm hiện tại và dịp cận Tết khiến nhiều người dân lo lắng khi kinh tế trong năm nay bị ảnh hưởng không nhỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc cân nhắc chỉ tiêu, lựa chọn sản phẩm Tết phù hợp được đưa lên hàng đầu. Bây giờ lựa chọn quà Tết, thời gian này là vừa rồi, giá cả nó bắt đầu, nó có biến động rồi. Với lại Tết năm nay cũng đến sớm nên là mình định đi coi thử và chuẩn bị trước. Mình lựa chọn mua những cái mặt hàng để lâu được, để khi mà lỡ như mà có dịch bùng phát thì cũng có thể sử dụng được. Trước khi Tết á, mình nên đi tham khảo giá, tham khảo mặt hàng nào. Giống như là mỗi năm đều có những cái tung ra những cái sản phẩm mà nó ưu đãi tốt á, thì mình nên đi coi, có thể là chất lượng nó cũng đi đo luôn. Thì mình nên đi coi sớm. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm thay đổi của người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng chạy trước kế hoạch Tết so với mọi năm. Từ đầu tháng 12, để tạo điều kiện cho người tiêu dùng chủ động sắm sửa chuẩn bị Tết trong bối cảnh bình thường mới, các hệ thống bán lẻ thuộc Aeon đã bố trí nhiều sản phẩm Tết sớm hơn, tung ra các hoạt động giảm giá khuyến mãi theo từng nhóm hàng và sắp xếp các đợt giảm giá riêng theo thứ tự ưu tiên mua sắm của khách hàng. Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hàng tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ và tăng khoảng 150% so với những tháng bình thường. Và lượng hàng chúng tôi chủ yếu tập trung vào những cái sản phẩm thực phẩm mà liên quan tới chăm sóc sức khỏe nè, những cái sản phẩm gia dụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chuẩn bị những cái combo, những cái quà Tết để khách hàng có thể là tiện lợi mua sắm và làm quà cho người thân. Còn đối với doanh nghiệp này, đơn hàng đặt mua quà Tết đã bắt đầu từ cuối tháng 10 đến nay. Nhận biết xu hướng mua sắm của khách hàng, các sản phẩm được cập nhật online sớm hơn mọi năm. Trong đó, nhiều loại sản phẩm không giảm giá trị về mặt thẩm mỹ, nhưng sẽ có giảm về mặt kinh tế để phù hợp chi tiêu của người dân. Một số các đơn mà quà tặng Tết đang thực hiện, đó là lên tới 1.600 set là được giao cho các tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình và Hạ Long. Thì cái nhu cầu năm nay khách hàng họ có mong muốn được tìm hiểu về quà tặng lễ Tết sớm hơn mọi năm. Tuy nhiên là họ sẽ có nhu cầu được tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm cũng như là được tư vấn các cái giải pháp về quà tặng lễ Tết để mà nó phù hợp với cái giai đoạn hiện tại. Tết 2022 đang cận kề và được dự đoán là một cái Tết khác thường bởi người tiêu dùng đã trải qua một năm biến động về cả túi tiền lẫn thói quen mua sắm. Vì vậy, hàng hóa trong thời điểm hiện tại đang được các doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều kênh khác nhau và hạn chế tăng giá so với năm ngoái. Cơ cấu hàng hóa trong dịp Tết năm nay cũng được chọn lọc phân khúc phù hợp theo hướng thiết thực, tiết kiệm nhất. Một số sản phẩm lẻ thì sẽ là đang tăng giá so với năm ngoái. Tuy nhiên là quà tặng Tết sẽ kết hợp điều chỉnh và phân loại theo từng cái set quà theo phân khúc. Để mà ở mức phân khúc nào cũng sẽ có những cái set quà phù hợp với tùy thuộc vào những cái sản phẩm thay thế. Còn về thị trường chung, những cái sản phẩm nếu mà đồng đều so với năm ngoái thì đang là tăng từ 3-5%. Chúng tôi đã làm việc với tất cả các nhà cung cấp để đảm bảo được hai tiêu chí. Thứ nhất là đảm bảo được lượng nguồn hàng cung cấp cho khách hàng trong dịp Tết. Thứ hai là bình ổn giá. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, người tiêu dùng đã có những thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng. Ngoài mua sắm Tết sớm, người tiêu dùng cũng sẽ ưu tiên những mặt hàng thiết yếu, bao bì đơn giản và tiện dụng. Trong phần tiếp theo của chương trình, bốn đối tượng gian cảnh để trộm xe. Cụ ông U100 trở thành tay vợt tennis cao tuổi nhất thế giới. Một bé trai đang chạy theo người anh chơi đùa ở ven đường thì một con chó của nhà hàng xóm bất ngờ nhảy bổ vào người bé cắn xé. Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra ở thôn 9, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Một phần diễn biến đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Cụ thể, vào thời điểm xảy ra tai nạn, bé trai khoảng 2 tuổi chạy theo anh trai đến trước sườn gỗ. Đúng lúc đó, một con chó xuất hiện, nhảy bổ vào người bé, cắn xé dã man. Vì quá hoảng sợ,
người anh trai kia bỏ chạy. Một lúc sau, khi nghe tiếng gào khóc của đứa trẻ, một số người dân mới lao ra ngoài tìm cách giải cứu nạn nhân. Con chó rất hung dữ, người dân phải dùng tới gậy để tách đứa trẻ ra khỏi nanh vuốt của nó. Sau đó, bé trai đã nhập viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương hở phức tạp ở vùng đầu mặt và các tổn thương khác dưới cơ thể do bị chó cắn. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Ngay sau đây là đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại toàn cảnh 4 thanh niên giàn cảnh lừa nhân viên bảo vệ lấy trộm xe máy tại một cửa hàng ở Bình Dương, khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Theo nội dung đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại, hai đối tượng đi xe máy đứng cạnh xe bánh mì cách đó 30m, giãy tay gọi nhân viên bảo vệ tới để mua bánh mì cho. Thế vậy, nam nhân viên bảo vệ chạy tới chỗ xe bánh mì. Đúng lúc này, một đối tượng khác đi tới chỗ để xe, bẻ khóa lấy đi chiếc xe SH. Mặc dù nhân viên bên trong cửa hàng phát hiện chạy ra nhưng không kịp. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 20 tháng 12 tại một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Dựng xe bên ngoài không để ý, một chủ xe đã bị trộm lấy mất chiếc xe của mình. May mắn nhờ thanh niên dũng cảm ra tay nghĩa hiệp nên mới giữ lại được. Đoạn video sau đây được trích xuất từ camera an ninh ghi lại cú song phi vô cùng dứt khoát của một nam thanh niên đã khiến người xem một phen mãn nhãn. Vụ việc xảy ra tại khu vực huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Lúc này, chủ xe màu xanh đang dựng trước một sạp đồ. Hai đối tượng nam chạy xe Exciter màu đỏ phát hiện, một tên xuống tìm cách lấy xe, sau đó leo lên bỏ chạy. Chủ xe phát hiện hô hoán, thì ngay sau đó, một thanh niên mặc áo đen dũng cảm phi thân, tung cú đá, làm tên trộm ngã nhào ra đường, bỏ của chạy lấy người. Không rõ cuối cùng cả xóm có bắt lại được kẻ gian hay không. Song pha xử lý nhanh nhẹn kịp thời của nam thanh niên đã giữ lại được tài sản. Bảy ấp thành mát vị chanh, chiều ngày mát lạnh. Nấu cơm nha hai bạn, ôi mưa. Mưa này ăn mì là đã nhất. Hợp lý, em đi chọn Omachi, rất ngon mà không sợ nóng. Hàng xóm ơi, Omachi không? Ok. Mới, mì dinh dưỡng khoai tây Omachi sốt tôm chua cay. Có gói sốt tôm mới, ngon bá đạo. Là lựa chọn đổi bữa thay cơm tuyệt vời. Omachi, ngày mưa đổi bữa thay cơm. Tiểu đêm khiến cha mẹ bạn gặp phải những nguy cơ nào? Té ngã do trơn trượt, mất ngủ vì lo lắng, hay e ngại việc uống nước? Tảo quân Karin siêu thấm khô thoáng mới, hạn chế âu lo sức khỏe, giúp người lớn tuổi an tâm ngon giấc mỗi ngày. Tôi bị tiểu đêm nhiều, tiểu lại khó nữa, đi siêu âm thì bị phì đại tiền liệt tuyến không ạ? Thế thì ông phải dùng Vương Bảo ngay. Vương Bảo có tác dụng hỗ trợ giảm phì đại tiền liệt tuyến, từ đó hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu rác, tiểu nhiều lần. Vương Bảo chuẩn đấy, tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến của tôi ngon lành rồi. Sao phải căng thẳng khi cuộc sống có thể dễ dàng hơn? Với bột canh Vi Phong, thật tiện lợi khi dùng cho canh, cả khi ướp hay chiên xào, thêm gia vị cho bữa ăn gia đình. Bột canh Vi Phong, vị ngon chuẩn Việt. Mirinda, hương xá xỉ, thơm nồng lan tỏa, bùng nổ sáng tạo cho cuộc vui dân cao. Mirinda, ngon xoắn lưỡi. Thế hệ Pepsi Cola mới, đột phá cùng vị chanh. Sảng khoái tốt đỉnh, bùng hết chất mình. Pepsi vị chanh mới, sảng khoái tốt đỉnh, bùng hết chất mình. Hà luôn mong muốn dành cho con yêu những điều tốt đẹp nhất, để con được lớn lên khỏe mạnh tự nhiên. Và bây giờ mọi điều tuyệt vời Hà luôn tìm kiếm đều đã có mặt tại Việt Nam với Mofix. Siêu thấm hút với sợi tre tự nhiên, mềm mại với bông organic. Hà biết rằng mọi bà mẹ đều mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con yêu. Mofix mang đến sự thoải mái 360 độ và các thành phần tự nhiên. Tham gia ngay hành trình hạnh phúc cùng Mofix. Sensi Cool Fresh với công nghệ Ice Nano mới có phân tử bạc đập tan mùi khó chịu, đem lại cảm giác mát thoáng dài lâu. Dina Cool Fresh mát lạnh dài lâu. Coco mi, mi chọn xanh xanh tôm non,
chua chua cay cay thật ngon. Mì trộn xà xanh tôm nón, chua chua cay cay coco mì. Mì trộn xà xanh tôm nón, chua chua cay cay thật ngon. Mì trộn xà xanh tôm nón, chua chua cay cay coco mì. Mời bạn dùng thử mì trộn coco mì xoài xanh tôm nón mới. Coco mì Close Up mới thơm mát ba cực, với sức mạnh làm sạch cùng tác động đánh bay vi khuẩn, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Để khi cơ hội ngàn năm đến là đủ ai cản nổi. Close Up mới thơm mát ba cực, tự tin sát gần nhau. Sao váy tiên chẳng bao giờ bị bạc màu hay sơn cũ vậy? Vì tiên sử dụng con phong với công thức Ultra Care giúp bảo vệ quần áo khỏi bạc màu và sơn cũ. Mùi hương cũng thật tuyệt. Tết này với Cofo, áo quần như mới, phối đồ đón xuân. Mở đầu chuyện lạ thế giới hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ một cụ ông 97 tuổi người Ukraine đang nổi danh trong làng quần vợt thế giới dành cho người cao tuổi vì ông vừa trở thành vận động viên tennis cao tuổi nhất thế giới. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness mới đây đã công nhận con Leonid Stanislavski, 97 tuổi, sống tại thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine, là vận động viên tennis cao tuổi nhất thế giới. Việc công nhận diễn ra sau khi ông chính thức có tên trong danh sách thi đấu tại giải vô địch quần vợt thế giới dành cho người cao tuổi năm 2021, diễn ra vào tháng 10 vừa qua ở thành phố Mallorca của Tây Ban Nha. Hơn nửa thế kỷ chơi tennis ở các giải đấu không chuyên, con Leonid Stanislavski mong muốn sẽ giữ được niềm đam mê thể thao này cho đến khi sức khỏe còn cho phép. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chứng kiến một kỷ lục khác, đó là một con robot đầu tiên được ghi vào sách kỷ lục Guinness Thế giới vì khả năng dạy bóng bàn cho con người. Đây là robot dạy con người cách chơi bóng bàn, thiết bị Favius sử dụng công nghệ robot Omron trong tương lai đã được ghi nhận là người máy đầu tiên dạy bóng bàn. Theo Taku Oya, nhà phát triển chính của dự án, mục tiêu của Favius là kết hợp hài hòa giữa con người và robot bằng cách dạy trò chơi bóng bàn cho người chơi là con người, mới có thể dễ dàng hoạt động như huấn luyện viên nhờ tầm nhìn tiên tiến và cảm biến chuyển động để đánh giá những chuyển động trong trận đấu. Việc khó khăn của dự án là xác định các thuật toán cần thiết cho trí tuệ nhân tạo giúp máy Favius xác định mức độ cải thiện kỹ năng của những người tham gia chơi trò chơi. Thưa quý vị, tại Philippines, nhà phát minh nổi tiếng Kiss Mendiola hẳn không còn xa lạ với nhiều người khi đã chế tạo thành công một thiết bị bay có thể chở theo cả con người. Mới đây, anh còn gây ấn tượng mạnh khi sử dụng phát minh của mình để lập một kỷ lục thế giới. Kiss Mendiola đã điều khiển thiết bị bay do anh chế tạo mang tên là Concepto Millenia tại một bãi biển ở tỉnh Zambales. Trước sự chứng kiến của nhiều khán giả, người đàn ông 40 tuổi này đã bay lên không trung trong 7 phút 22 giây và vượt qua quãng đường dài là 2,89 km. Thành tích này đã đánh bại kỷ lục do một người Pháp có tên là Franky Zapata thiết lập hồi năm 2016. Anh Kiss Mendiola gọi thiết bị bay của mình là autobay, nó có thể bay ở độ cao khoảng 6 mét và có vận tốc tối đa là 60 km/h. Người đứng trên phương tiện này có thể điều khiển nó thông qua một thiết bị điều khiển cầm tay được kết nối nhờ vào tần số vô tuyến. Anh Kiss Mendiola bày tỏ hy vọng đứa con tinh thần của anh sẽ sớm được phát triển trở thành một trong các phương tiện giao thông trong tương lai. Và thời lượng dành cho chương trình Chuyện Trưa 12 giờ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình sẽ quay trở lại vào khung giờ này ngày mai trên kênh HTV7 và HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị nhớ chú ý đón xem để cập nhật cho mình nhiều thông tin cần thiết. Còn bây giờ Hiếu Nghĩa và Hoàng Ngân xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.